Kính thưa quý vị, hiện nay dân tộc Việt Nam ta rất là kiên cường bất khuất chống giặc ngoài xâm phương Bắc. Và sau đây là hoạt cảnh hội nghị nghĩa thầu nói lên cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu đón xem hoạt cảnh hội nghị nghĩa thầu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Lo chiến tranh hy sinh
thế nước yêu lấy gì lo chiến tranh, hy sinh thế liều thân cho sông núi của năm rừng ấy. Địa vừng hồng bừng chiến trên đỉnh núi, ôi thăng long khói tin đi vơi vơi, lo vang vang tiếng lo thuyền bất thường, sông núi kim thì bùng lên chi dấu. Hay nên chiến, quyết chiến trước những nước nên hòa hay nên chiến, quyết chiến quyết chiến luôn như nước nhà đấu chi bao hùng anh. Thế nước yêu lấy gì lo chiến tranh, hy sinh thế nước yêu lấy gì lo chiến tranh, hy sinh thế liều thân cho sông. Người ngày có hay đã biết